Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm nay, theo ghi nhận của phóng viên Chuyển động 24 giờ, Chùa Ba Vàng đã gỡ bỏ các thông tin liên quan tới xá lợi tóc Phật trên trang web chính thức và các trang mạng xã hội của chùa sau khi Giáo hội Phật giáo yêu cầu. Hiện trên trang web của Chùa Ba Vàng chỉ còn duy nhất bài viết Chùa Ba Vàng báo cáo về xá lợi tóc Đức Phật. Trước đó, thì Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã yêu cầu Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì của Chùa Ba Vàng, gửi gấp báo cáo giải trình về nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật và việc tổ chức sự kiện này. Đồng thời, Giáo hội cũng đã yêu cầu Chùa Ba Vàng và trụ trì gỡ bỏ ngay tất cả giới thiệu về xá lợi tóc Đức Phật ở Chùa Ba Vàng trên các trang thông tin của chùa và của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh và cũng như là các trang mạng xã hội có liên hệ tới sự việc kể trên. Hơn 200 sạp quần áo cũ tại chợ ở Châu Long, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang vừa bị thiêu rụi sau vụ cháy lớn vào sáng ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, và vào lúc này thì dòng người đổ về Hồ Hoàn Kiếm để tham dự lễ hội đếm ngược chào đón năm mới đang tăng dần. Vui vẻ, hân hoan là tâm trạng chung của mọi người. Sân khấu tại đây đã sẵn sàng như thế nào? Vâng thưa quý vị, là điểm hẹn quen thuộc của khán giả truyền hình vào mỗi ngày cuối cùng hàng năm. Cao Đao 2024 sẽ chính thức trở lại vào tối ngày hôm nay trên sóng VTV với chủ đề là Việt Nam hành trình rạng rỡ. Với âm nhạc đặc sắc và những câu chuyện đầy tự hào của năm 2023, chương trình sẽ là người bạn đồng hành cùng quý vị và gia đình trong thời khắc bước sang năm mới. Vâng thưa quý vị, vào thời điểm mà chúng ta đang phát sóng Chuyển động 24 giờ thì ở Sydney, Australia đang là hơn 10 rưỡi đêm, tức là chỉ còn khoảng 1 giờ đồng hồ nữa thôi thì sẽ bước sang năm mới 2024. Và không khí ghi nhận trong buổi chiều cuối cùng của năm 2023 tại xứ sở Kangaroo đã rất nhộn nhịp bất chấp thời tiết cực đoan tại một số khu vực. Năm nay, thủ đô Moscow của Nga không tổ chức bắn pháo hoa đón chào năm mới. Tuy nhiên, thì bầu không khí lễ hội vẫn khá sôi động khi mà người dân tiếp tục chi tiêu cho mua sắm, giải trí. Tất cả đều muốn đảm bảo một mùa nghỉ lễ vui vẻ, tươm tất cho cả gia đình. Người dân mỗi quốc gia trên thế giới có nhiều cách khác nhau để chào đón năm mới. Nếu muốn nghe những tiếng loảng xoảng của kính và đồ đạc bị đập vỡ, thì mời quý vị hãy đến với căn phòng dựng giữ ở thành phố Lille, miền Bắc của nước Pháp. Đập vỡ đồ đạc trước đêm giao thừa đã trở thành cách để mọi người có thể giải tỏa nỗi thất vọng, xua đuổi những điều không may và tạm biệt năm cũ 2023. Vào tháng 12 năm nay, nhiều địa phương tại Trung Quốc đã ra thông báo cấm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán. Điều này làm dấy lên một cuộc tranh luận về quy định cấm pháo hoa nơi công cộng dịp Tết. Còn bây giờ chúng ta sẽ cập nhật những thông tin thời tiết từ biên tập viên Ngọc Vân. Xin mời chị ạ. Vâng, Thụy Vân, thưa quý vị, dự báo đêm nay phần lớn các tỉnh thành trời tạnh giáo, thuận lợi cho các hoạt động chào đón năm mới. Tại Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, cơn mưa rào nặng hạt chiều nay sẽ ngớt nhanh, người dân đón năm mới trong tiết trời tạnh giáo. Sau mưa, bầu không khí thêm thoáng đãng và mát mẻ. Nhiệt độ lúc 0 giờ ở vào khoảng là 26 độ C. Thời tiết đẹp hứa hẹn những màn pháo hoa chào mừng năm mới 2024 càng thêm rực rỡ. Thành phố Đà Nẵng đêm nay khả năng có mưa nhưng là kiểu mưa nhỏ đôi lúc, không ảnh hưởng nhiều tới hoạt động chào đón năm mới. Bầu không khí tại đây se lạnh với mức nhiệt ở vào khoảng là 23 độ C. Thủ đô Hà Nội, thời tiết dịp Tết Dương lịch năm nay rất đẹp. Ban ngày nắng ấm, đến tối và đêm nay trời chuyển lạnh lạnh dễ chịu. Nhiệt độ lúc 0 giờ là 22 độ C. Chúng ta thoải mái hòa vào dòng người tham dự lễ hội đếm ngược chào năm mới 2024. Sang ngày mai, ngày đầu năm, miền Bắc duy trì tiết trời nắng đẹp. Với những ai yêu thích cảnh núi non hùng vĩ, có thể lựa chọn Y Tý là điểm dừng chân dịp Tết Dương lịch này. Đến đây, quý vị có cơ hội chiêm ngưỡng những biển mây bồng bềnh kỳ ảo. Một lưu ý nhỏ là nên chuẩn bị trang phục đủ ấm, trời rét với nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng là 15 độ C. Còn bây giờ xin mời tiếp tục chương trình Chuyển động 24 giờ. Vâng, xin cảm ơn chị Ngọc Vân. Thưa quý vị, mới đây Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thông báo huấn luyện viên Chu Xie đã triệu tập bổ sung hai cầu thủ là Bùi Tiến Dũng và Hồ Tấn Tài vào danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2023. Bên cạnh đó thì có thông tin là một số cầu thủ vắng mặt vì chấn thương. Thưa quý vị, quá trình bình chọn cho giải thưởng ấn tượng VTV, VTV Awards 2023 đang đi vào chặng cuối. Chủ nhân chiến thắng của các hạng mục sẽ được công bố trong chương trình Chào năm mới 2024 diễn ra vào tối ngày mai. Và ngay lúc này chỉ còn hơn 12 giờ đồng hồ nữa để quý vị tiếp tục bình chọn cho những đề cử mà mình yêu thích. Tiếng nhạc du dương, mùi thơm nhẹ của tinh dầu, tiếng thì thầm chẳng dám nói to của các ông bố bà mẹ hay bà nội bà ngoại. Đó là căn phòng nhỏ nằm trong khuôn viên Bệnh viện Phụ sản Trung ương, phòng massage cho trẻ sơ sinh. Những thiên thần nhỏ bé nằm dài trên tấm thảm, những đôi tay nâng niu của các cô điều dưỡng. Nhiều gia đình có người thân đi đẻ, dù khó khăn hay thế nào thì cũng muốn dành cho con em mình những điều tốt đẹp nhất từ khi mới sinh ra. Một câu chuyện thật ấm áp kết thúc cho bản tin Chuyển động 24 giờ cuối cùng của năm 2023.
Thời điểm này thì chắc chắn là nhiều gia đình đang quây quần bên mâm cơm, cùng nhau nói tới chuyện cũ của năm qua và những dự định cho một năm mới đến. Xin chúc quý vị sẽ có một năm 2024 hạnh phúc, bình an và mọi điều như ý. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin Chuyển động 24 giờ của năm mới 2024. Còn tiếp theo đây sẽ là những tin tức cập nhật trong bản tin thời sự 19 giờ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.